Hello tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Love FIFA Wide đây. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với những thông tin về Big Update nha. Rất nhiều anh em đã hỏi mình là Big Update bao giờ và có những nội dung gì mới. Thì những thông báo của nhà phát hành mình sẽ gửi đến anh em. Những cái thông tin này là chính thức nhưng mà chưa phải là bản đầy đủ nhất. Vì trong thông báo thì nhà phát hành có nói là sẽ có những thông báo tiếp theo. Khi đó thì sẽ có những hình ảnh cụ thể để cho anh em có thể tưởng tượng nó dễ hơn. Còn bây giờ thì chỉ là những thông báo qua bài viết nên là mình sẽ phân tích chi tiết nha anh em. Đây thì đầu tiên là thời gian diễn ra cái Big Update này anh em có thể thấy là vào giữa tháng 10. Hiện tại thì đã là ngày mùng 3 tháng 10. Tuần này chúng ta không bảo trì, tuần sau cũng không bảo trì thì mình nghĩ là sẽ rơi vào tuần sau nữa nha anh em. Cái thông báo bảo trì thì mình sẽ nói sau. Nhưng mà theo bản thân mình ấy thì sẽ rơi vào là tuần sau nữa, giữa tuần sau nữa theo lịch bảo trì định kỳ thì sẽ có Big Update. Big Update diễn ra trong khoảng 8 đến 10 tiếng tùy vào cái thay đổi nhiều hay ít của gameplay cũng như là các chế độ khác. Thì trong cái trường hợp này, nhiều anh em sẽ hỏi là Big Update thì chúng ta phải làm những gì và tải game lại như thế nào. Thì cách mà nhanh nhất mà mình hay áp dụng ấy là mình xóa hẳn game. Bao giờ nhà phát hành bảo là Big Update xong thì chúng ta vào chúng ta tải lại nguyên cái game đấy là rất là ok và không bao giờ xảy ra lỗi. Nó chỉ tốn một chút thời gian khoảng 10-15 phút để tải thôi. Cái này thì an toàn tuyệt đối cũng như là không phát sinh lỗi trong quá trình update lên. Big Update mùa thu Autumn này thì sẽ có những nội dung mới anh em ạ. Thì anh em có thể nhìn là cập nhật nội dung kỹ năng nhóm. Cái này là mình cũng đã nói ở một video rồi. Tức là các cầu thủ sẽ phân ra là cầu thủ 5 sao, cầu thủ 4 sao, cầu thủ 3 sao, cầu thủ 2 sao như trên FIFA Online 4. Cầu thủ càng nhiều sao thì càng sử dụng được nhiều skin nha anh em. Ví dụ như 4-5 sao thì có thể sử dụng tối đa 4 skin thêm và một skin mặc định đó là 5 anh em ạ. Như vậy thì trận đấu anh em tưởng tượng là khi mà một cầu thủ có thể sử dụng tới 5 hay 4 skin ấy thì nó thay đổi rất nhiều so với bây giờ. Bây giờ thì hơi một màu một chút dù đã được nâng cấp rất nhiều so với bản FIFA Global rồi. Là bản FIFA quốc tế đấy, dù có thể lực thay người các thứ nhưng mà mỗi cầu thủ có một skin cố định thì mình nghĩ đây cũng là một điểm yếu của game và nhà phát hành đã kịp nhận ra, fix luôn. Rất là ok anh em ạ. Cái này thì chúng ta được Big Update theo mùa nên là chúng ta cũng không sợ bị tụt lùi so với mặt bằng chung. Tiếp tục là sẽ đến với cập nhật đội tuyển và biểu tượng quốc gia. Thì cái này sẽ anh em sẽ được chọn các team đội tuyển quốc gia như kiểu team Brazil này, rồi thì Argentina vân vân vân. Kiểu như vậy đấy anh em ạ. Thì anh em sẽ không chỉ đơn thuần là anh em chỉ được chọn các câu lạc bộ như kiểu là câu lạc bộ ngoại hạng Anh, La Liga hay là Serie A nữa, mà anh em sẽ được chọn sang cái kiểu International, cái kiểu câu lạc bộ theo đội tuyển quốc gia ở trên FIFA 4 đấy anh em. Một cái nữa là chúng ta sẽ có hiệu ứng sân vận động. Đấy, hiệu ứng sân vận động thì sẽ làm cho nó chân thật hơn. Cái này thì bao gồm tiếng hò hét khán giả này, có thể là tiếng bóng hoặc là tiếng ăn mừng, tiếng nhiều thứ tiếng của sân vận động khi diễn ra trận đấu sẽ được update lên. Và có một điều nữa là chúng ta sẽ có bình luận viên ngôn ngữ tiếng Anh và ngôn ngữ tiếng Tây Ban Nha. Anh em nào đã từng chơi cái bản FIFA truyền thống rồi thì sẽ biết cái bình luận viên này rất là hay. Anh em tải về và chuyển sang bình luận viên Tây Ban Nha thì mình nghĩ là trận đấu sẽ giống thật hơn anh em ạ. Cực kỳ thật đấy. Cái này thì các bình luận viên Tây Ban Nha cũng như là tiếng Anh thì sẽ đọc tên cầu thủ theo tiếng Anh cũng như là tiếng Tây Ban Nha, chúng ta sẽ rõ hơn. Như kiểu đọc Cristiano Ronaldo này, Romelu Lukaku đấy. Kiểu bình luận viên như vậy anh em ạ. Ngoài việc update các mới như mình bảo, bao gồm là mỗi cầu thủ có đa dạng skin hơn này, rồi thì cập nhật các logo cũng như là đội tuyển quốc gia, các team đội tuyển quốc gia. Cùng với đó là có ngôn ngữ bình luận bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tăng cường cái độ sắc sảo cũng như là độ thật của hiệu ứng sân vận động. Thì còn cải thiện các nội dung hiện có là các nội dung bây giờ ấy, sẽ nâng cấp thêm một chút. Thì bao gồm mà điều chỉnh cân bằng tiêu đề trong trận đấu. Cái này là mình nghĩ là điều chỉnh cân bằng trong trận đấu anh em ạ. Có nghĩa là điều chỉnh gameplay đấy. Xem là không biết là gameplay tới đây có hay hơn một chút nào, chuyển động có mượt mà hơn một chút nào không. Nhưng mà mình rất mong là điều đấy sẽ xảy ra. Khi mà gameplay ngày càng hay hơn thì thật sự để mà nói, nếu mà có ngôn ngữ tiếng Anh theo kiểu global bản quốc tế nữa thì gọi là game này gọi là chấm hết luôn. Cực kỳ ngon, quá ngon. Giống hệt FIFA Online 4, không khác cái điều gì mà anh em biết rồi. Bao thế hệ anh em chúng ta đều chơi FIFA Online 2, FIFA Online 3, FIFA Online 4 cả. Khi mà nghe thấy một tựa game giống hệt FIFA Online 4 trên điện thoại thì chắc chắn là sẽ nhiều người chơi anh em ạ. Có điều bây giờ có ngôn ngữ nó không phải là ngôn ngữ tiếng Anh thì nó hơi hạn chế về mặt cộng đồng thôi. Đây cũng là một cái mình rất lấy làm tiếc anh em ạ.
Tiếp tục tới là thay đổi vị trí giữa các cầu thủ trong đội hình trong trận đấu ấy. Lúc trước thì anh em khi vào trận đấu ấy thì nó sẽ cố định anh em không thể thay được, nhưng mà bây giờ anh em có thể thay được trong trận đấu. Ví dụ như anh em CM là Virgil van Dijk, anh em có thể đẩy lên đá ST bình thường, hoặc là một ST như kiểu là Ronaldo hay là Marco van Basten, anh em có thể kéo về đá LBRB bình thường. Đây là một cải tiến cực kỳ xuất sắc nữa nha anh em. Ví dụ như là Ronaldo anh em đang cho đá L đúp này mà thấy không hiệu quả hay là cần bổ sung tiền đạo thì anh em có thể chuyển từ L đúp vào ST. Chắc anh em cũng đã hiểu cái mà mình nói rồi. Tối ưu môi trường máy chủ có nghĩa là sẽ giảm ping cho anh em và nâng cao cái độ hiệu quả của máy chủ ấy, như kiểu tăng cường sức mạnh cho máy chủ. Thì thật sự không hiểu sao là ngày xưa mình chơi game này rất là mượt, nhưng mà những lần update gần đây mình thấy là mình lại bị ping vàng rất là nhiều. Ngày xưa mình đá ping thì chỉ khoảng 102 thôi, đá rất là ngon luôn, nhưng mà bây giờ ping mình đá thường xuyên rơi ở mức 135. Dù là không hiện nút wifi yếu nhưng mà có lẽ là thỉnh thoảng nó sẽ nhảy dây rất khó chịu anh em ạ. Mong là nhà phát hành sẽ cải thiện cái vụ ping này. Thay đổi màn hình đăng nhập, màn hình chính, giao diện người dùng chính thì mình nghĩ là sẽ có sân tập anh em ạ. Có sân tập, nếu mà có sân tập thì sau này sẽ có phòng thay đồ, đấy là điều chắc chắn. Mình nghĩ tiến trình game nếu mà đã update đến như bây giờ thì cũng không còn nhiều cái để mà update nữa đâu. Ngoài gameplay theo Next Gen hoặc là InSix ra đấy thì chỉ có thể update theo phòng thay đồ và một số thứ khác thôi. Chứ hiện tại mình thấy khá hoàn hảo rồi, thể lực huấn luyện viên rồi thì... nói đến huấn luyện viên thì chưa có huấn luyện viên anh em ạ. Thì cần update thêm phòng thay đồ và huấn luyện viên, còn thể lực và thay người. Đấy, đổi sân các thứ trọng tài đều là hoàn chỉnh và ok rồi. Cải thiện thị trường chuyển nhượng. Đấy, các kế hoạch chi tiết đang được xem xét để tạo điều kiện các giao dịch cho người chơi trong giai đoạn tiến hóa cao. Hiện tại thì cơ chế của FIFA Mobile Hàn Quốc giống hệt FIFA Live. Và mình không muốn có sự thay đổi là ví dụ như là Son Campbell cộng 6 mà dùng FV chuyển cái cộng 6 đấy sang cầu thủ khác. Hoàn toàn mình không muốn là cái kiểu như vậy anh em ạ. Cứ giữ nguyên cái cơ chế như bây giờ giống hệt thị trường của FIFA Online 4 thì game sẽ hot. Còn nếu mà game update theo hướng tiêu cực như thế vậy thì mình nghĩ là mình sẽ có cái nhìn khác. Đấy. Và sửa nhiều lỗi khác nhau. Cái này thì còn nhiều lỗi thì cũng chưa biết được, vì đây cũng chỉ là một trong những thông báo của nhà phát hành thôi. Sẽ còn nhiều thông báo đính chính khác anh em ạ. Anh em có thể thấy là tùy vào mức độ kiểm tra trước cập nhật một số nội dung có thể thay đổi đấy. Tức là cái này cũng chỉ là 90% thôi, còn 100% thì phải đợi một tuần nữa anh em ạ. Một tuần nữa có thông báo chính thức. Mình nghĩ là sẽ bao gồm các loại hình ảnh cho anh em dễ tượng trưng ấy. Thì lúc đấy mình sẽ nói kỹ hơn về những vấn đề này. Còn hôm nay mình sẽ bao quát tất tần tật những gì sẽ diễn ra ở bản big update này nha. Và thêm một điều nữa là anh em nhìn thấy là thứ năm ngày 30 tháng 9 và thứ năm tuần sau này, ngày 7 tháng 10 là sẽ không bảo trì nha anh em. Anh em nhớ cái lịch này cho mình là hai buổi thứ năm liên tiếp không bảo trì để phục vụ cho big update vào giữa tháng 10. Thì theo dự đoán của mình sẽ là thứ năm tuần sau nữa, tức là chỉ cách chúng ta khoảng 10 ngày nữa thôi. Nên anh em cứ chuẩn bị tinh thần để tải bản game mới cũng như là chuẩn bị đội hình đi. Big update thì sẽ có nhiều cái hay ho cho anh em rất là nhiều luôn. Thì có lẽ là video của mình sẽ kết thúc ở đây. Nếu anh em thấy video của mình hay, hãy cho mình xin một like và subscribe để ủng hộ kênh nha. Cảm ơn anh em rất nhiều.